Thông tin tiểu sử sơ ung ri Lee Sung Huynh sinh ngày 12 tháng 12 năm 1990 hay còn được biết đến. Nhiều hơn với nghệ danh sơ ung ri hay v i e. là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc Anh. Là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang đầu năm 2011 sơ ung ri phát hành. Mini album solo đầu tiên mang tên VVIP. Hai năm sau, anh ra mắt mini album thứ hai Let's Talk bao Love và nhận được đề cử cho bài hát Gotter Talk To Out ở hạng mục ca sĩ nam solo tại lễ. Trao giải Mnet Asian Music Awards lần thứ 15 năm 2013, mini album này sau đó được tái phát hành ở. Nhật bản dưới dạng album phòng thu với các bài hát bản tiếng Nhật của hai mini album trước. Sơ Ungri cũng tham gia vào nghiệp diễn xuất với tác phẩm đầu tiên là vợ nhạc kịch Sonagi 2008. Trước khi xuất hiện trong các phim 19 và Tại sao đến nhà tôi vào năm 2009, anh góp mặt trong phim Truyền hình đặc biệt trên kênh Nihon TV của Nhật Bản có tên Kindaiji Sonen no Jikenbo 2013 và loạt phim truyền hình Hàn Quốc Đôi mắt thiên thần 2014.